Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục công bố một số lựa chọn tiếp theo trong danh sách nhân sự quan trọng cho chính quyền sắp tới. Ông Trump thông báo đã chọn ông Brendan Carr làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC. Ông Carr, thành viên của Đảng Cộng Hòa, hiện đang là ủy viên của FCC, sau khi từng là tổng cố vấn của cơ quan này. FCC là cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ và có nhiệm vụ quản lý các hoạt động truyền thông quốc tế và liên bang bằng cách kiểm soát đài phát thanh, truyền hình, viễn thông, vệ tinh và cáp. Ngoài ra, tờ New York Times và Wall Street Journal vừa qua đưa tin, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ sung cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts và tỷ phú Mark Rowan vào danh sách ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Watts từng là thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn về chính sách tài chính và ủng hộ lãi suất tiết kiệm cao hơn. Trong khi đó, ông Rowan là đồng sáng lập công ty quản lý đầu tư Apollo Global Management và trở thành giám đốc điều hành CEO của công ty vào năm 2021. Ông Trump vẫn chưa công bố người được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay là ông Howard Lutnick, CEO của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald và nhà đầu tư Scott Bessent. Theo New York Times, ông Trump trong tuần này có thể gặp hai nhân vật trên tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở bang Florida. Ông Lutnick luôn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các chính sách kinh tế của ông Donald Trump, bao gồm chính sách thuế. Trong khi đó, là nhà đầu tư lâu năm đối với quỹ phòng hộ, là các quỹ đầu tư tư nhân được quản lý chủ động, ông Bessent thường đưa ra những tư vấn quan trọng cho các quyết định về kinh tế của ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Bill Hagerty, đại diện cho bang Tennessee, cũng đang tranh cử cho vị trí này. Hồi tuần trước, ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với nhân vật này tại dinh thự Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, bang Florida. Mới đây, giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, một người bạn thân của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã lên án quyết định của Tổng thống Joe Biden khi chính thức cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Khi Thượng nghị sĩ bang Utah Mike Lee viết trên X rằng những người theo chủ nghĩa tự do ám chỉ Đảng Dân Chủ yêu chiến tranh tạo điều kiện cho chính phủ phình to hơn, vị tỷ phú đã nhanh chóng phản hồi bài viết này với vỏn vẹn một chữ: đúng. Ông Musk không phải là nhân vật duy nhất trong quỹ đạo của ông Donald Trump lên án quyết định của Tổng thống Joe Biden. Ông Richard Grenell, một trong những cố vấn đối ngoại thân cận nhất của ông Trump, đã công khai chỉ trích chính quyền của ông Biden. Ông Grenell mỉa mai ngắn gọn trên X, cáo buộc ông Biden gia tăng các cuộc chiến tranh trước khi ông ta rời nhiệm sở. Trong khi đó, con trai của ông Donald Trump Jr. viết, chính quyền ông Biden dường như muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành thế chiến thứ ba trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và cứu mạng người. Phải khóa chặt những nghìn tỷ đô la đó. Ông Trump đã thể sẽ đưa cuộc xung đột đến hồi kết nhanh chóng và dự kiến sẽ thúc đẩy Moscow và Kiev đồng ý đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp là NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Tổng thống Nga Putin cho rằng những hành động này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả hành động trả đũa chống lại các lợi ích của phương Tây. Việc Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức tại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ hứa hẹn sẽ mang đến sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Mỹ đối với xung đột Ukraine-Nga. Hiện, Nga đang muốn nắm trong tay rất nhiều con bài mặc cả trước các cuộc đàm phán tương lai. Mặc dù ông Trump chưa tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách thức thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, nhưng một số phương tiện truyền thông cho biết kế hoạch của ông có thể bao gồm việc đóng băng xung đột, đình chỉ tư cách gia nhập NATO của Ukraine và thiết lập một khu phi quân sự ở phía đông nước này. Rất nhiều thứ có thể thay đổi khi ông Trump lên nắm quyền. Hiện cả Nga và Ukraine đang tìm cách gia tăng lợi thế trước cuộc đàm phán tiềm năng. Trong bối cảnh tình hình chiến trường diễn biến phức tạp, Nga dường như đang hy vọng giành lại những vùng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát tại tỉnh Kursk, tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine và mở một trục mới ở tỉnh Zaporizhia có thể giúp họ chiếm ưu thế trước khi ông Trump nhậm chức. Đầu tiên là mặt trận Kursk. Một trong những mối quan tâm cấp bách nhất đối với Tổng thống Putin là quân đội Ukraine vẫn còn hiện diện tại tỉnh Kursk với số lượng lớn. Tiến sĩ Stephen Hall, đảng viên về chính trị tại Nga tại Đại học Bas, phát biểu với Kiev Independent, Tổng thống Putin đã yêu cầu quân đội Nga phải giành lại Kursk vào đầu năm nay. Ông Konstantin Remchukov, tổng biên tập của tờ Nezavisimaya Gazeta, nói với Washington Post rằng Moscow sẽ không bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi họ đẩy lùi toàn bộ binh sĩ Ukraine khỏi Kursk. Nhà bình luận quân sự Nga Mikhail Svinchuk, người sáng lập kênh Telegram Riber, suy đoán ông Trump có thể sẽ cố gắng gây sức ép với Moscow bởi những vùng lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát được tại Kursk, nhưng Nga có khả năng giành lại toàn bộ khu vực trong những tuần tới hoặc tháng tới. Tại mặt trận Donbass, Một trong những mục tiêu chính của Ukraine khi tấn công Kursk là buộc Nga phải rút lui binh sĩ ra khỏi tỉnh Donetsk ở miền đông nước này. Nhưng Kiev vẫn chưa đạt được mục tiêu đó, trái lại họ đã bị mất thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn ở phía đông. Các lực lượng Nga hiện đang đạt được những bước tiến đáng kể gần Torez, Chaisa và Kupian. Mục tiêu mà ông Putin đưa ra là giành toàn bộ Donbass, vì vậy vẫn chưa biết Moscow sẽ hành động ra sao nếu xung đột bị đóng băng khi mà vẫn còn nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine nằm ngoài tầm với của họ. Một số nhà phân tích cho rằng trong trường hợp không giành được toàn bộ Donbass, ông Putin sẽ sử dụng sức mạnh hiện tại của quân đội để làm đòn bẩy. Còn trên trục Zaporizhia, ông John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng của Anh tại Moscow lưu ý, Nga đang tiến từng bước chậm nhưng chắc chắn và họ có thể sẽ cố gắng mở một cuộc tiến công mới ở tỉnh Zaporizhia miền nam Ukraine. Theo nhà phân tích này, nếu giành được Zaporizhia, Điện Kremlin có thể sử dụng lãnh thổ này để củng cố vị thế đàm phán. Các cuộc tấn công trên không. Ngoài việc tăng cường phòng thủ trên tiền tuyến, Ukraine đã chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đến. Ông Foreman cho biết, Nga có thể tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine để làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân đội đối phương và tạo ra tình trạng hỗn loạn chính trị ở Kiev. Trong những ngày gần đây, Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công đánh lạc hướng, triển khai một số lượng lớn máy bay ném bom và sử dụng phương tiện tác chiến điện tử để mô phỏng tên lửa phóng đi, khiến Ukraine phải ban bố cảnh báo không kích trên nhiều khu vực. Tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông Donald Trump, có thể sẽ xem xét lại quyết định của người tiền nhiệm về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Một thành viên trong nhóm chuyển giao của ông Trump cho biết, "Tôi cho rằng hầu hết mọi thứ đều sẽ được xem xét lại. Ở bất cứ thời điểm nào, nước Mỹ cũng chỉ có một Tổng thống. Cho đến chiều ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ là ông Joe Biden. Việc cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa là quyết định của ông ấy, nhưng điều đó sẽ không kéo dài hơn." Trước đó, tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Đây là sự thay đổi lớn về chính sách của Washington trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa chính quyền của Tổng thống Biden sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, liệu quyết định này của ông chủ Nhà Trắng có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không vẫn là một câu hỏi còn đang bò ngỏ. Ông Trump từng nhiều lần tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine và tuyên bố sẽ cắt đứt dòng chảy viện trợ này sau khi nhậm chức. Trong thời gian dài, ông Biden đã từ chối gỡ rào vũ khí cho Ukraine vì lo ngại căng thẳng gia tăng, bất chấp lời kêu gọi của giới chức Ukraine. Điện Kremlin từng cảnh báo động thái như vậy sẽ là bước gia tăng lớn trong xung đột. Hơn một năm qua, quân đội đã sử dụng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS để tấn công vào các mục tiêu Nga trên lãnh thổ Ukraine và các căn cứ không quân ở bán đảo Crimea sẽ sát nhập vào Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa cho các mục tiêu sâu hơn bên trong Nga, cho đến khi quyết định này được đảo ngược vào ngày 17 tháng 11. Tên lửa đạn đạo Lockheed Martin là một trong những loại tên lửa mạnh nhất từng được cung cấp cho Ukraine, có khả năng bay xa tới 300 km, khoảng 186 dặm. Ukraine lập luận rằng việc không được phép sử dụng những loại vũ khí như vậy để tấn công Nga cũng giống như bị yêu cầu chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Trong khi đó, con trai của ông Trump, Donald Trump Jr., đã viết trên mạng xã hội X, "Chính quyền đương nhiệm dường như muốn đảm bảo rằng Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và cứu mạng người." Tổng thống đắc cử Trump chưa nêu rõ chính sách mà ông sẽ thực hiện đối với cuộc xung đột ở Ukraine, ngoài việc tuyên thệ sẽ chấm dứt xung đột trong vòng một ngày. Nhiều quan chức cấp cao của ông Trump, chẳng hạn như Phó tướng Sullivan, nói rằng Washington không nên cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Kiev. Tuy vậy, những nhân vật khác trong chính quyền Tổng thống Trump 2.0 lại có quan điểm khác. Cố vấn an ninh quốc gia Mike Rowan lập luận rằng Mỹ có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để buộc Nga phải đàm phán. Vẫn chưa rõ Tổng thống đắc cử sẽ đi theo hướng nào, song nhiều quan chức ở Kiev đang lo ngại rằng ông sẽ cắt đứt việc cung cấp vũ khí bao gồm cả đạn dược cho ATACMS. Mới đây, Reuters cho biết, kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, nhiều nhân vật ủng hộ chiến tranh của Liên bang Nga đã bị ám sát trong các hoạt động mà Moscow cáo buộc là do Ukraine thực hiện. Họ bao gồm nhà báo Daria Dugina, blogger chiến tranh Vladimir Tatarsky và cựu chỉ huy tàu ngầm Stanislav Rysky. Tất cả những người này, cùng với đại úy Chankovsky, đều được liệt kê trong Mirod Vorest, tức Hòa Giải, một cơ sở dữ liệu khổng lồ không chính thức của Ukraine, về những người được coi là kẻ thù của đất nước. Khoảng một tuần trước, ảnh của đại úy Chankovsky trên trang này đã đính kèm dòng chữ màu đỏ, đã thanh trừ. Đáng chú ý, chuyên trang kiểm tra sự thật Check Your Fact cuối tuần trước đưa tin, một bài đăng từ tài khoản tích xanh lan truyền trên mạng xã hội X gần đây tuyên bố rằng tên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa được xóa khỏi danh sách cần tiêu diệt chính thức của chính phủ Ukraine. Theo tờ Wall Street Journal, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã làm gia tăng lo ngại đối với Ukraine về tương lai của viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến với Nga. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng ông không nói rõ về kế hoạch thực hiện việc này. Trong khi đó, theo Wall Street Journal, cả Kiev và Moscow đều cho biết sẽ không thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ như ông Donald Trump tuyên bố. Ukraine kiên quyết không công nhận sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ của mình, nhưng đã thừa nhận rằng một số vùng có thể phải được giải phóng bằng các biện pháp ngoại giao. Đổi lại, Nga đang nắm thế thượng phong trên chiến trường với lực lượng đông hơn và mạnh hơn quân đội Ukraine nên có khả năng không có nhiều động lực để tìm kiếm một giải pháp kết thúc cuộc chiến. Wall Street Journal dẫn 3 nguồn tin thân cận với Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa tin vào tháng trước rằng kế hoạch hòa bình cho Ukraine được thảo luận giữa các cố vấn trong nhóm của ông Donald Trump là Kiev cam kết sẽ không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm, trong khi Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine để ngăn chặn cuộc tấn công mới của Nga. Nguồn tin cho biết, ông Trump đã phản ứng tích cực với kế hoạch này. Với tin đồn, tên của ông Trump vừa được xóa khỏi danh sách cần tiêu diệt chính thức của chính phủ Ukraine, trang Check Your Fact không tìm thấy bất kỳ cơ sở dữ liệu đã xác minh nào của chính phủ Ukraine theo dõi hoặc nhắm mục tiêu công khai vào các cá nhân nước ngoài theo cách này. Phản hồi đề nghị phỏng vấn của Check Your Fact, quan chức phụ trách truyền thông của Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ, Halina Uspiuk đã nói rõ rằng chính phủ Ukraine không liên quan gì đến danh sách này hoặc bất kỳ danh sách tương tự nào khác. Check Your Fact nhận định, tin đồn có thể xuất phát từ các trang web của bên thứ ba, thường bị hiểu nhầm là do chính phủ Ukraine kiểm soát, liệt kê những cá nhân bị coi là gây tranh cãi ở Ukraine. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần nhấn mạnh rằng những danh sách này không phản ánh danh sách chính thức hoặc bất kỳ hành động chính thức nào của chính phủ Ukraine. Trang này kết luận, tin đồn sai sự thật, và đây không phải là lần đầu tiên những thông tin sai sự thật về tình hình ngoại giao giữa Ukraine và Mỹ bị vạch trần. Ông Yuri Senmuk, nhà sáng lập công ty chế tạo thiết bị gây nhiễu sóng drone, cho biết nhu cầu về sản phẩm của công ty đã tăng vọt sau thất bại của cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện công ty ông sản xuất 2.500 thiết bị mỗi tháng và có danh sách chờ 6 tuần. Ông Senmuk giải thích rằng việc Nga sử dụng drone giá rẻ để tấn công và trinh sát đã khiến các cuộc tấn công của Ukraine bị đình trệ. Từ khi xung đột bắt đầu, Ukraine đã chứng kiến sự bùng nổ của hơn 800 công ty quốc phòng, chủ yếu phát triển drone và công nghệ chống drone. Ngành quốc phòng Ukraine hiện được coi là lĩnh vực đổi mới nhanh nhất. Tuy nhiên, các hệ thống gây nhiễu của Ukraine chỉ làm nhiễu được một số tần số, trong khi Nga có thể chuyển đổi nhanh chóng, khiến nhà sản xuất EVK của Ukraine phải liên tục cập nhật thông tin từ Nga. Khi thiệt hại ngày càng tăng, cả Nga và Ukraine đều nỗ lực thay thế binh sĩ bằng các hệ thống tự động. Trong bối cảnh Ukraine đối mặt với khó khăn trong việc tái bổ sung lực lượng, vấn đề thay thế sức chiến đấu bằng các hệ thống công nghệ cao lại càng trở nên cấp bách hơn. Hiện tại, Ukraine có hơn 160 công ty phát triển xe không người lái mặt đất, theo số liệu từ tổ chức Brave One. Những chiếc xe này được dùng để vận chuyển hàng hóa, sơ tán người bị thương hoặc lắp đặt súng máy điều khiển từ xa. Một cựu đại tá Ukraine, biệt danh Hephaestus, đã rời quân đội để bắt đầu chế tạo các hệ thống súng máy tự động. Các sản phẩm của ông đang dần thay thế con người trong vai trò xạ thủ tại tiền tuyến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh trong tương lai sẽ dựa vào trí tuệ nhân tạo và các hệ thống robot. Ông khẳng định đây là cách để bảo vệ mạng sống con người. Cả Kiev và Moscow đều tăng tốc trong cuộc đua sản xuất những vũ khí giá rẻ, có thể điều khiển từ xa để tấn công mục tiêu của đối phương, gồm cả UAV, UGV và USV. Vào tháng 2, quân đội Ukraine đã nói với Reuters việc Ukraine-Nga chiếm ưu thế trên không, khiến Kiev khó di chuyển tự do và xây dựng công sự hơn. Đến mùa hè, khi Nga bắt đầu giành được lãnh thổ từ tay Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, hầu hết các xe quân sự của Moscow đều có máy vòng tác chiến điện tử EVK chuyên để đánh chặn UAV. Khi tổn thất gia tăng và tâm lý mệt mỏi vì chiến sự xuất hiện, cả hai bên trong cuộc chiến đều cố gắng thay thế con người bằng máy móc để giảm thiểu thiệt hại về con người. Reuters dẫn lời các chuyên gia và quan chức trong ngành robot nhận định, tự động hóa sẽ là trọng tâm chính của tác chiến trong năm 2025. Hãng tin TASS dẫn lời giới chức Nga cho biết, tuyến tiếp tế huyết mạch của quân đội Ukraine ở thành phố Kurakhove đã nằm trong tầm bắn của pháo binh nước này. Nguồn tin từ giới chức Nga nói, việc tiếp tế cho binh sĩ phòng thủ ở thành phố Kurakhove không hề dễ dàng, khi tuyến đường dẫn từ tỉnh Zaporizhia, nơi việc tiếp tế diễn ra đang nằm trong tầm hoạt động của pháo binh và máy bay không người lái UAV Nga. Quân đội Nga sau khi kiểm soát thành phố Volodya vào đầu tháng trước đã đẩy mạnh nhiều hoạt động quân sự nhằm vào thành phố Kurakhove. Tuần qua, lực lượng vũ trang Moscow tuyên bố đã bắn sập một cây cầu được quân Ukraine dùng làm đường tiếp tế cho binh sĩ phòng thủ tại thành phố này. Trong khi đó, tiểu đoàn tăng viện của Ukraine đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn, trong khi Nga có tổn thất nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tướng Oleksandr Syrskyi tiếp tục ném các tiểu đoàn đơn lẻ vào các máy xe thịt ở Nam Kurakhove, nơi họ bị hỏa lực của đối phương thanh lý một cách đơn giản và nhanh chóng. Đồng thời, Ukraine cũng công nhận rằng các cụm trung tâm ở cánh Bắc và nhóm Vostok ở cánh Nam chỉ còn hơn 10 km nữa là có thể bắt tay nhau giữa chiến trường. Như vậy, toàn bộ nhóm Ukraine ở trung tâm Kurakhove và phía nam thành phố có thể bị pháo binh Nga tấn công từ hai gọng kìm, cả từ sườn phía Bắc và phía Nam, trước khi họ khép vòng vây với Kurakhove. Hơn nữa, lực lượng Kiev trong vòng vây còn bị UAV trinh sát của Nga luôn tìm cách săn lùng để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và máy bay tấn công. Ngoài ra, toàn bộ nhóm binh sĩ Ukraine ở phía nam Kurakhove đã nằm trong vùng tấn công của UAV FPV và được ví như cá nằm trong giọ. Theo thông tin của các blogger quân sự độc lập cho biết, ở phía đông thành phố, quân đội Nga đang tiến về phía trước với sự hỗ trợ của xe bọc thép trong khu vực rãnh Dongaya. Hiện từ Pobeda đến Konstantinovka, nhóm Vostok đã dọn sạch toàn bộ khu vực rộng tới 3,8 km và sâu 1,5 km, vốn do lữ đoàn Ju-79 của lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đột phá ở phía đông làng Bogoyevlenka, tiến vào khu vực rộng 3,6 km và sâu 1,6 km, trong khi giao tranh ác liệt tiếp diễn tại nhà ga Lesnaya Dacha, ở phía tây làng Shakterskoye và khu vực Maximovka. Quân đội Nga đang truy kích mạnh mẽ các đơn vị Ukraine. Hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở Bắc Hồ Kurakhove đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang điều quân dự bị đến Konstantinopole và Starye Teny. Tướng Oleksandr Syrskyi lo ngại trước tốc độ phát triển chiến sự, đặc biệt tại hướng Pokrovsk và Kurakhove. Kurakhove là vị trí chốt chặn của hệ thống phòng thủ Ukraine trong khu vực. Nếu thành phố này thất thủ, sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến tới Krasnoyarsk, Trung tá Anatoly Matvichuk, đồng thời là chuyên gia quân sự Nga cho biết. Theo Sputnik, nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin Pháp và Anh đã tiếp bước Mỹ, qua đó cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Scalp Storm Shadow. Trước đó, chính quyền Mỹ xác nhận Tổng thống Joe Biden cũng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù không cung cấp số lượng cụ thể, nhưng Le Figaro lưu ý Ukraine đang có trong tay nhiều tên lửa ATACMS của Mỹ hơn so với tên lửa Scalp Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Tin đồn về việc Mỹ, Anh và Pháp cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga đã rầm rộ từ tháng 9 năm nay. Khi đó, tờ Guardian dẫn một nguồn tin trong chính phủ Anh khẳng định London đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Scalp Storm Shadow để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ là quyết định chưa được công bố sớm mà thôi. Tên lửa Scalp Storm Shadow có tầm bắn tối đa lên tới 550 km và được tờ Telegraph Anh gọi là một trong những vũ khí hủy diệt mạnh nhất của Ukraine hiện nay. Ông Oleksandr Syrskyi, chuyên gia về vũ khí chiến lược và là nghiên cứu viên tại Immemoras, từng nói rằng các sân bay quân sự, trung tâm hậu cần quan trọng và sở chỉ huy quân sự của Nga có thể là những nơi đầu tiên bị tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ tấn công. Theo ông, các mục tiêu của Nga ở Smolensk, Kaluga, Lipetsk và Volgodon có thể bị nhắm tới. Phản ứng trước thông tin Mỹ, Anh, Pháp cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua đã nêu rõ về phương thức đáp trả mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập. Cụ thể, bà Zakharova nhắc lại phát ngôn của ông Putin trước đó rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, đồng thời so sánh các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây gần giống với hành động xâm lược. Theo bà Zakharova, Tổng thống Nga đã đề cập tới phương thức đáp trả, rằng Moscow không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới mà từ đó các cuộc tấn công có thể được phát động nhằm vào mục tiêu ở những nước cung cấp vũ khí cho Kiev. Bà Zakharova cũng đề cập thêm rằng vào mùa thu năm nay, ông Putin đã đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga trong số các sửa đổi của quyết định coi hành động gây xung đột của một quốc gia phi hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung nhằm vào Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết đơn vị phòng không của Nga phá hủy 59 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 2 máy bay đang hướng về phía Moscow. Theo đó, quân đội Nga đã phá hủy khoảng 45 máy bay không người lái của Kiev trên vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, ngoài 2 chiếc bị bắn hạ ở khu vực Moscow, nhiều máy bay không người lái khác cũng bị phá hủy ở khu vực Kursk, Belgorod và Tula. Cập nhật tình hình, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên Telegram cho biết, theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào tại địa điểm mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống. Trong khi đó, thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho hay Tất cả máy bay không người lái mà Ukraine phóng vào khu vực này đều bị phá hủy. Hiện tại, Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Việc Kiev từng cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên trong Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nỗ lực tấn công của Moscow là để đáp trả những cuộc tấn công liên tục của Nga và Ukraine. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, cách thời điểm Ukraine tổ chức được không kích lớn nhắm vào Moscow ít lâu, tên lửa UAV Nga cũng đã tấn công vào một tòa nhà 9 tầng tại thành phố Sumy, miền Bắc Ukraine, khiến hơn 400 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực này. Được biết, cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine dấy lên lo ngại về khả năng Moscow cố tình phá hoại nguồn điện của Kiev trước mùa đông. Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong 3 tháng qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm gián đoạn cung cấp điện và nước ở nhiều khu vực. Ba Lan cùng một số đồng minh đã phải huy động máy bay chiến đấu nhằm bảo vệ không phận trước cuộc tấn công quy mô lớn này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu tấn công của nước này đều liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Kiev. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, số các nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhiều trạm biến áp đã chịu thiệt hại nặng nề. Cuộc xung đột tiếp tục diễn ra với tình hình căng thẳng, khiến nhiều người dân Ukraine phải đối mặt với một mùa đông đầy thử thách và nhiều mất mát. Theo Reuters, dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Kierman Kluschenko cho biết, Kiev đã có phương án chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên, tình trạng mất điện kéo dài đang tạo ra áp lực tâm lý đối với hầu hết người dân Ukraine.